Hey hey, chào mừng anh em đã quay trở lại với My Friend Pedro và Dũng Senpai đây. Hôm nay anh em mình sẽ tiếp tục con game phải nói là cực kỳ ảo diệu này. Cảm ơn anh em đã ủng hộ và nhờ anh em thúc đẩy động lực tinh thần nên hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tập 2 của series Bạn chuối của tôi. Let's go. Cứ nghỉ game được 1-2 ngày cái là quên hết miệng nó nút các bác ạ. Ok. Nhớ mang máng nút hồi bữa rồi đó. Let's go. Ê, cái gì cơ? Quá à, được. Chú mày thét anh đá được quả bóng lên trên kia hả? Ok. Anh đá vô cho chúng mày xem luôn này. Easy boy. Quá đơn giản. Ê, khoan. Có khi mình đá quả bóng vô được thằng này á. Mày kinh đấy, đá lực trâu bò ấy. Thực sự thì đây là một trong những cái con game ảo nhất mà mình từng chơi luôn. Boy, chú làm gì đứng trên đến đấy làm gì vậy? Ok, chúng ta có 3 sợi dây ở đây thì mình không hiểu cho lắm. Đi xem nào. Ok. Wow, sao biết ai đây nữa? Đồng thế. À hiểu, như này này. Này mấy áo này. Ê đúng rồi. Oh my god. Này thì That's right. Ok. Bình tĩnh, tự tin chiến thắng. Mày lòi mặt ra đây. Không lên được. Đoạn này không lên được. Đây. Ui có can xăng. Mình thấy một cái can xăng. Ok. Bây giờ đúng rồi. What? Đi tín. Ok. Bim. Haha. Easy boy. Ok. Có lại súng Uzi rồi. Gì đấy, sắp hẹo luôn rồi. Bên phải 2 thằng, bên trái 2 thằng. Come on. Ok. Come on. Come on. Ui à, mình làm một pha mắc hay và sau đó lên một đống máu luôn. Đúng, vậy tức là gọi là gì nhỉ? Trình diễn càng nhiều pha ảo diệu thì máu lên càng nhanh hả? Nghe cũng có vẻ hợp lý phết. Rồi, bên này như nào đây? Chúng ta có 3 thằng. Bây giờ mình chỉ cần đá cái can xăng này xuống đây, sau đó mình bắn nổ thôi. Đơn giản không? Ok. Này, đá một phát trên cao này. Phải như vậy không? Ok. Bây giờ anh em mình sẽ ngắm như nào đây? Ngắm như này. Ê, từ. Rồi, được rồi. Let's go. Oh shit. Được chưa? Hết chưa rồi. Hết rồi. Cứ như là trong phim ma trận đó nhỉ. Trận luôn. Đứng nhìn làm cái gì? Tự đi xuống phía dưới. Mày này, được rồi, bây giờ anh em sẽ đi hướng bên này này. Hết chưa? Một đống đạn luôn. Nice, final rating. Cấp C. Từ game này phải nói là xả stress cực kỳ tốt luôn các bác ạ. Chơi bắn phê như này mà đã phải còn bắt cua các kiểu nữa. Hello boy. Ui, đá cái dao. Flip. Ok. Bây giờ sao nhỉ? Đây, bây giờ mình phải làm pha gì đó cho nó ảo diệu ta. Bay lên xong xoay lộn bắn cùng lung hết à. Let's go.
Let's go, let's go. Chết đi. Đá lên. Nút, đúng rồi. Mày bắn đi. Giờ sao? Rồi sao? Ây da. Kinh thế. Rồi, chết hết rồi. Nice. Đứng nhìn. Đây. Anh em nhìn tư thế của thằng này này. Đúng là chỉ có trong game ta. Nó biết mình ở cái bên này rồi mà nó vẫn ngồi như này nhá. Ok boy. Chết chưa? Rồi, chuẩn bị này. Oh shit. Rồi. Mình bắt đầu pro lên rồi đấy bạn. Chẳng qua là một hai buổi chơi thôi. Ok, mình biết phải bắn vào đâu rồi đó. Let's go. Let's go. Let's go. Thôi mà nó phê gì đâu ấy. Anh em phải tải cái tựa game này về chơi gấp. Xem nó đã cảm thấy ảo diệu đấy nha. Anh em chơi cảm thấy phải gọi là cực kỳ đã luôn. Tuy là không phải là đồ họa quá đẹp, không phải là cốt truyện quá hấp dẫn, nhưng mà cái đồ ảo diệu phải nói là top. Rồi sao? Oh my god. Come on. Chảo. Ai? Nãy mình đá quả chảo lên thế này là thằng này nằm rồi. À ok. What? Đá cái chảo lên, bắn vào cái chảo. Mình vừa phát hiện ra được một cái rất là ảo diệu, đó là chúng ta bắn vào chảo là đạn nó sẽ dội lại. Ok. Nằm đi em. Này, bắn vào chảo được này. Mình không biết tại vì nhìn nó rất là khó. Con quả đấy ánh sáng rồi lại hiệu ứng các kiểu, nó nhìn cứ khó luôn. Nhưng mà mình vẫn bắn chết được hai thằng thông qua kiểu bắn cái chảo này. Nói chung là nó khá là ảo. Cái gì đây? Bây giờ anh em mình phải gọi là... Ui căng thế. Ui. What? Là sao nhỉ? Ui. Oh fuck you. Fuck you. Nổ đi, hay quá. Ôi hết hồn. Tôi tưởng là bên này có cái đường đi nhưng mà chúng đi không được. Trời ơi, mình phải bắn đi cái kia thì mới đi được. Ok. À hay. Được. Mất miệng nó một cây máu chứ cay thật. Ê, gì đây? Bình tĩnh nha. Bình tĩnh nha. À. Bình tĩnh nha. Đứng đây. Oh. What a game, bro. What a game. Ok. Để ít đạn nào, let's go. Trời ơi, làm cái quả nhạc nữa. Phải nói là quá ảo luôn. Let's go. Rồi sao? À, núp à? Núp để làm gì? Có thêm máu, ngon. Let's go. À, kiểu như là chúng ta chưa có gặp boss hay là gì đó trong cái game này ta. Đèo, cấm. Mình chỉ mới thấy gọi là cái cây súng là bắn lâu là hơi bị lâu chết thôi. Lại là khá là đơn giản.
À, bot kìa. Thằng thằng đó là bot á. Có một chiếc xe ô tô. Ờ, lấy xe ô tô để trốn thoát à. Ôi ơi, bắt kìa. Ôi. Đừng nói với tôi vừa lái vừa bắn nha. Ôi vừa lái vừa bắn thật luôn. Holy. Căng vậy. Mày. Mày này. Mày này. Mày bắn. Bắn bố. Này thì bắn bố. Ủa sao mình không bắn hai tay được ta? À quên. Bắn hai tay lấy cái gì? Ô. Mày. Quạt. Mày này. Bay. Úi trời ơi. Bay à. Ở sàn tô luôn kìa. Ô. Hư cấu vách chứa các bạn ạ. Ok. Come on. Come on. Đóng thế. Mày này. Shit. Shit. Oh my god. Đây mới gọi là chơi cái game các bác ạ. Cứ như là phim hành động vậy đó. Ra đây. Bước vô đây. Ôi, hết đạn mất rồi. Đi tiếp. Đi tiếp. Hay quá. Này thì. Sao nữa? Lấy đạn, lấy máu, đúng rồi. Mày này à. Ây, bot. Bot đây rồi. Bot đây rồi anh em ạ. Ây. Ây, tôi trúng hết luôn. Thiệt éo tin được. Không. Chúng ta không né được. Phải bắn thôi. Được rồi. Mày làm cái gì đấy? Hiểu. Nóng gì đây? Nhanh lên. Đừng hết đạn nha. Giờ mà hết đạn là nhảm lắm luôn á. Đúng rồi, này thì bot. Holy moly. Chắc cấp B á. Ui, cấp S. Damn. Vậy là tôi cũng là một trong những người mà chơi được cấp S trong cái tựa game này. Bởi vì trong game này cấp S rất là khó đạt được nha. Trời, xe quá, xe ngầu kinh khủng. Cứ như là trong phim khoa học viễn tưởng ấy. Được rồi, thì chúng ta tới đâu đây? À, mà có một cái mình thấy là lạ, đó là anh bạn nhân vật chính của chúng ta đeo mặt nạ. Ok, hiểu. Vậy là chúng ta vẫn chưa biết anh bạn này là ai. Gì đấy, Bounty Hunter này là thợ săn tiền thưởng này. Christmas party. What? Tụi này là thợ săn tiền thưởng. Và nó đang săn mình. Thanh niên này mới thấy mình đi ngang quá. What? Ok, màn chơi nào đây. Ui, nhạc bắt đầu ghê rồi đó. Bây giờ bắn thế nào đó mà không mất một giọt máu nào cơ. Mới gọi lực ghê các bác ạ. Bắn mà không mất một giọt nào luôn. Ui. Ok, chúng ta đang gặp khó đây. Ơi, hay quá. Come on.
làm gì đây? Làm gì? Ui 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 ui, ba thanh niên luôn. Mày cứt à? Bắn nó. Ui, vậy mà cũng xuống một viên nữa. À, mình đang chơi cố gắng và là chơi hoàn hảo nhất có thể. Ok. Rồi bây giờ sao đây? Cái gì đây? Ui, hay thế. Hay thế. Hay thế. Rồi, giờ sao? Rồi, quá đơn giản. Thôi, cái này như kiểu câu đố ấy. Đối với mình là rất là bình thường. Ui, 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 ui. Ui, ok. Không, đừng, đừng có ngắm đây. Ngắm, ngắm nhầm rồi. Ngắm cái thùng ga này này má. That's right, that's right. That's right, boy. Ok. À, cái chảo. Oh, shit. Này, này. Ui, bữa nay gặp cái chảo cái là thấy là chuẩn bị có một pha hành động cực đẹp mắt rồi đó. Boy. Ok. Nhưng mà xong, à xong luôn rồi. Vai trường. God damn. Sao cứ ván nào mà mình bắn hay là nó lại cho mình rank C nha. Là thiệt là tôi không hiểu luôn á. Holy moly. Thực sự cái game này chơi hoài tôi không thấy chán luôn á. Và cái mà pha gọi là tuyệt vời nhất trong tập hôm nay là anh em biết pha nào không? Cái pha lái xe ấy, thực sự là rất là phê, như phim hành động luôn. Ok, thì rất cảm ơn anh em đã xem mình chơi tiếp phần chơi thứ hai của My Friend Pedro, bạn chuối của tôi. Tên nó không liên quan gì hết. Và nếu anh em thích tựa game này, thích video này, nhớ đấm vỡ nút like và list game ngay ở phía dưới, tại vì chơi ngay và luôn. Cảm ơn anh em đã xem và hẹn gặp lại anh em trong những tập tiếp theo của My Friend Pedro hay là những tựa game tiếp theo. Bây giờ thì xin chào và chúc ngày tốt lên. Bye bye.